tình chào mừng các bạn đến với kênh Kiến thức mẹ bầu. Các bạn thân mến, thời tiết nắng nóng dễ khiến làn da bị dị ứng, nổi mẩn đỏ và rôm sảy. Đặc biệt đối với mẹ bầu, bệnh rôm sảy ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và tâm lý. Mặc dù không đau đớn, nhưng rôm sảy gây ra cảm giác ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Nếu để nặng, bệnh rôm sảy có thể dẫn đến nhiễm trùng. Do đó, việc điều trị rôm sảy ở mẹ bầu là vô cùng quan trọng. Ngày hôm nay, Kiến thức mẹ bầu sẽ chia sẻ tới các mẹ nguyên nhân, cách phòng tránh và điều trị rôm sảy. Các mẹ hãy cùng tham khảo video dưới đây nhé! Rôm sảy ở bà bầu có đặc điểm là một số vùng da trên cơ thể bị mẩn đỏ, nổi mụn li ti, bên trong mụn thường có nước, gây cảm giác ngứa ngáy khó chịu như kiến cắn. Bệnh rôm sảy thường xảy ra nhiều hơn vào mùa hè khi thời tiết nóng bức. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân khiến bà bầu bị rôm sảy nhé! Khi mang bầu, thân nhiệt của các bà mẹ đều tăng lên cao hơn so với bình thường. Bên cạnh đó, làn da ẩm ướt do hoạt động hay nếp gấp giữa hai vùng da nhưng lại không được giải phóng, tuyến mồ hôi tắc nghẽn là nguyên nhân gây bệnh rôm sảy. Con người có hai tuyến mồ hôi là tuyến đầu tiết và ngoại tiết. Tuyến ngoại tiết có ở hầu hết các bề mặt da. Tuyến đầu tiết chỉ phát triển ở những vùng có nhiều nang lông như đầu, nách. Khi thân nhiệt của bà bầu tăng, hệ thần kinh sẽ điều khiển cả tuyến đầu tiết và ngoại tiết bài tiết mồ hôi để làm mát cơ thể. Khi mồ hôi không được giải phóng bởi những tác nhân bên ngoài, bị tắc nghẽn, ứ đọng ở bề mặt da thành những mụn nước đỏ, gọi là rôm sảy. Rôm sảy cũng có thể bắt nguồn từ sự kích ứng da của bà bầu với chất liệu vải may quần áo hay với các chất trong mỹ phẩm chăm sóc da. Cách điều trị rôm sảy cho bà bầu. Cách thứ nhất, dùng thuốc bôi. Thuốc bôi chứa thành phần là calamine, được coi là an toàn, có tác dụng làm dịu vùng da bị tấy đỏ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp bị dị ứng với thành phần của thuốc này, do đó bà bầu cần cân nhắc rất kỹ và hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Cách thứ hai, dùng phấn rôm. Phấn rôm là loại bột màu trắng có nhiều công thức hóa học cấu thành, nhưng chủ yếu vẫn là bột TALC. TALC là một khoáng chất, bột này được sử dụng trong công nghiệp mỹ phẩm, làm thức ăn cho vật nuôi và trong cả điều chế thuốc mà không gây phản ứng phụ. Bà bầu có thể dùng phấn rôm loại dành cho trẻ em để điều trị bệnh rôm sảy. Phấn rôm với dạng phấn mịn có tác dụng ngăn tuyến mồ hôi bài tiết mồ hôi, làm da thông thoáng. Nhiều khảo sát đã ghi nhận các bà bầu cảm thấy cơn ngứa của họ dịu đi sau khi xoa phấn rôm lên vùng da bị rôm sảy. Phấn rôm có khá nhiều loại, đồng thời được sử dụng cho cả trẻ nhỏ, không gây kích ứng da nên phù hợp để các bà bầu sử dụng. Sau khi tắm xong, bà bầu dùng khăn bông thấm nhẹ nước trên da rồi xoa phấn rôm, bệnh rôm sảy sẽ dần dần thuyên giảm. Sử dụng các phương pháp tự nhiên điều trị rôm sảy. Ngoài các loại thuốc bôi, phấn rôm thì các phương pháp tự nhiên như tắm lá, đắp bột yến mạch thường được các bà bầu ưu tiên lựa chọn hơn để điều trị rôm sảy, do không những rẻ tiền mà còn lành tính, không gây phản ứng phụ hay dị ứng ở da. Phương pháp thứ nhất, trị rôm sảy bằng mướp đắng. Mướp đắng hay khổ qua là một loại quả thường được dùng trong chế biến món ăn bổ mát bởi có tính hàn, vị đắng, tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Dùng mướp đắng tươi, giã nát rồi lọc nước cốt để pha nước tắm sẽ giúp cho làn da của bà bầu mịn màng, sớm khỏi bệnh rôm sảy. Phương pháp thứ hai, trị rôm sảy bằng lá kinh giới. Rau kinh giới thông thường được sử dụng như một loại rau ăn kèm. Tuy nhiên, đây cũng là một bài thuốc dân gian quý, có thể giúp các bà bầu chiến thắng bệnh rôm sảy. Lấy một mớ lá kinh giới, rửa sạch rồi vò nát ra để pha nước tắm. Dùng lá kinh giới trà nhẹ lên những vùng da bị rôm sảy, các vết sừng đỏ, mụn nhọt sẽ nhanh chóng biến mất. Phương pháp thứ ba, dùng bột yến mạch. Cách trị rôm sảy cho bà bầu bằng bột yến mạch rất đơn giản, chỉ cần pha một ít bột yến mạch vào sữa lạnh để tạo thành một hỗn hợp sệt, sau đó đắp lên vùng bị rôm sảy từ 15 đến 20 phút rồi rửa sạch lại với nước, áp dụng cách này thường xuyên đến khi nào hết rôm sảy. Phương pháp thứ tư, trị rôm sảy bằng dưa chuột. Giống như lơ hội, dưa chuột có tác dụng trị rôm sảy ở bà bầu rất tốt. Dưa chuột có đến 90% thành phần là nước, cùng với các loại vitamin như C, B1, B2,
có thể làm mát da rất tốt, làm dịu vùng da nhiễm bệnh và cũng giúp giảm ngứa. Bà bầu bị run sẩy chỉ cần dùng dưa chuột tươi sát lên vùng da bị run sẩy, sau đó để nguyên trong nửa giờ, dùng nước mát để rửa lại là được. Thực hiện cách này hàng ngày để đạt được kết quả tốt nhất. Các bạn thân mến, người xưa vẫn có câu phòng bệnh hơn điều trị bệnh. Mặc dù bệnh run sẩy đa số tự khỏi sau 1 đến 2 tuần, việc điều trị cũng không quá phức tạp, nhưng không vì thế mà xem nhẹ bệnh, nhất là ở bà bầu. Cách phòng bệnh run sẩy: đắp khăn mát lên vùng da bị run sẩy nếu cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu, tuyệt đối không gãi, làm chảy các nốt mụn, như vậy làm tăng cao khả năng nhiễm trùng. Mặc trang phục thoáng mát, thấm mồ hôi như chất liệu vải lanh, cốt tông. Tránh các yếu tố dễ gây kích ứng da như nước hoa, mỹ phẩm, kem dưỡng da. Nên tắm bằng nước mát hoặc các loại lá thảo dược, không nên tắm quá lâu. Tăng cường các thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất như rau, củ, quả. Tránh các loại quả nóng như xoài, vải, mít. Những loại này chỉ nên ăn một lượng vừa phải. Tham khảo ý kiến bác sĩ và điều trị theo chỉ định nếu những biện pháp điều trị run sẩy ở nhà không đạt hiệu quả. Các bạn thân mến, vậy là ngày hôm nay Thanh Tình đã chia sẻ tới các bạn nội dung về nguyên nhân, cách phòng tránh và điều trị run sẩy ở mẹ bầu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng ngần ngại chia sẻ các vấn đề của mình với Kiến thức mẹ bầu. Ban biên tập sẽ hỗ trợ giải đáp nhanh nhất tới các bạn. Hãy chia sẻ video này tới các mẹ bầu khác nhé. Và đừng quên nhấn nút like nếu bạn thấy video hữu ích. Hãy nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ Thanh Tình và ban biên tập bạn nhé. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, bình an.